Chào các bạn. Ở đây mình có mấy miếng sườn không lết đó các bạn ơi. Thì ở trong này, trong cái để này là mình ướp sườn không lết ha. Thì ở đây mình có tỏi mình bầm mình nè ha. Rồi trong này mình có tiêu, có bột ngọt, có một muỗng cà phê đường. Còn cái đen đen các bạn thấy đây nè, cái này là nước tương thôi ha. Trong đây là mình có tỏi bầm nhuyễn, rồi nước tương, đường, bột ngọt với tiêu. Để mình nãy cho nó thấm cái nước này vô cái nè. Thì ngoài những cái thứ mà mình nói thì ở đây mình cũng có dầu hào. Mình cho vào một chút dầu hào á các bạn. Lúc trước mình có mực ong á, mình còn ướp sườn để nướng cho mực ong nữa đó. Nhưng mà hồi này mình hết mực ong rồi. Mình cho dầu hào vô, mình nướng thịt nó thơm lắm cả nhà ơi. Thì ngoài ra thì ở đây mình cũng có một cái này là điều màu thôi nha các bạn. Nếu mà cái này cũng không quan trọng. Cái này giống như là do mình sẵn có thì mình cho vào cho cái thịt nó nướng của mình á, nó đẹp cái màu thôi. Còn nếu mà các bạn không có cũng không có sao ha, cái này không có quan trọng. Rồi giờ mình trộn lên ha. Rồi sau khi cái mình ướp thịt rồi đó các bạn, mình trộn đều rồi nè. Đó, nó có cái điều màu vào thì cái màu nó đẹp mắt, mắt quá ha, ngó thấy đẹp quá ha. Nhưng mà nếu mà các bạn không có cái này thì không cần thiết ha. Thì trong này mình chỉ cần có dầu hào, nước tương, tỏi, tiêu, bột ngọt. Với mình có cho vô đây một muỗng cà phê đường ha. Thì cái cách này, ướp thịt này là của gia đình nhỏ. Mình cũng đã có chia sẻ trên kênh của mình á, là mấy lần rồi đó các bạn. Mà do cả năm nay mình không có làm món sườn nướng này, không có thời gian á các bạn ơi, phải nhúng lửa than đổ lu bu á ha. Rồi sẵn hôm nay mình ăn này, mình cũng chia sẻ làm cái món này ăn đó, thì mình cũng chia sẻ lại để các bạn tham khảo vậy đó. Thì bây giờ mình ướp rồi, nhưng mà khoảng mình đừng có để bên ngoài, ví dụ mình chưa có nướng thì ướp khoảng nửa giờ đi. Thì các bạn kiếm cái màng bọc thực phẩm đó, mình bọc cái này lại xong mình để vào ngăn mát của tủ lạnh, thì có như vậy cái tủ lạnh của mình nó cũng tránh hạn chế mùi đó ha. Rồi một chút xíu chừng nào mình nướng thì mình chia sẻ tiếp cho các bạn xem ha. Mình đã bọc bọc lại rồi này các bạn, mình bọc bọc thực phẩm rồi ha. Còn ngoài ra để món sườn của mình á tăng thêm phần hấp dẫn thì ở đây mình cũng có làm đậu chua này các bạn ha. Cũng có làm đậu chua cải đỏ với cải trắng. Trong đây mình có ướp một chút giấm với lại đường thôi à, cái đơn giản. Nhưng mà quan trọng là cái lúc mà các bạn gọt củ cải với đỏ với trắng đó, gọt ra xong các bạn rửa, rồi các bạn bào sợi ra như vậy là các bạn không có rửa nữa nha. Chứ nếu mà các bạn bào sợi ra như vậy, các bạn đem đi rửa nữa thì có như vậy thì cái này nó sẽ bị mau hư lắm, nó không có để lâu được nha các bạn ha. Thành ra khi mình gọt củ cải đỏ, củ cải trắng xong mình đem đi rửa sạch rồi ráo nước rồi mình mới đi bào. Bào rồi mình ướp giấm với đường vô đây ha. Có như vậy thì cái đồ chua của mình sẽ giữ ăn được lâu hơn. Thì có những cái nó rất đơn giản nhưng mà nếu mà không có người nói ra thì mình cũng không biết được. Giống như trước đây mình cũng từng học hỏi của cô mình, của những người chị của mình đó ha. Thì mình cái nào mình biết thì mình chia sẻ đến các bạn vậy. Còn nếu mà các bạn nghĩ thôi kệ ăn chừng nào ăn thì cũng không có làm sao. Nhưng mà mình muốn để giữ cho cái hũ này, ví dụ mình ăn được một tuần 10 ngày thì mình nên làm vậy đó nha các bạn. Bây giờ mình nhúng lửa than đó các bạn. Chuẩn bị để than nó cháy đều lên, nó đỏ cái than đó, nó không có khói á. Nó cháy hết củi nó mới khói thì mình mới nướng thịt được nha các bạn. Tại vì nếu mà nó còn củi nó cháy nó có khói khói đó là mình nướng cái miếng thịt ăn nó hơi khói lắm ha. Lâu lắm rồi, cũng cả năm rồi mình mới ăn thịt nướng đó, không có rảnh để mà
rồi phải đi mua than kiếm là cũng cực nữa. Rồi thôi để mình chờ lửa cháy đỏ rồi bắt đầu mới nướng thịt rồi chia sẻ tiếp các bạn xem nha. Thơm quá cả nhà ơi. Mình cái mỡ mỡ nè nó nhiễu xuống á, cái nó lửa nó táp lên nó khét khét một chút mà không có sao, khét khét gì nó thơm. Mình nướng thịt á mình cũng ngồi đây nè, mình chở qua chở lại hoài chứ mình đâu có dám đi đâu các bạn. Mình đi làm việc khác một chút á là nó khét một bên, còn bên nó trắng nó không có ngon, thành ra cứ ngồi đây phải chở tới chở lui cho nó đều hoài vậy. Thơm quá, hấp dẫn quá. Sắp chín hết rồi các bạn ơi, thơm quá, thịt ra sắp chín hết rồi ha. Chút nữa chín cái mình gấp lên. Mình có chuẩn bị mỡ hành nè, rồi thì đồ chua rồi đó, mình cũng có cho các bạn xem ha. Rồi xong rồi làm mỡ hành nè, rồi dưa cà này kia đó, mình để mình ăn kèm cái món này đó. Rồi mấy miếng này nó chín rồi ra mình để riêng, mình không có cho đụng vô hai cái miếng này, hai cái miếng này chưa chín, hai miếng này mới bỏ vô sau thôi. Sắp chín là thơm quá, sườn nướng thơm quá các bạn ơi. Nè, lâu lâu mình cũng nướng sườn ăn đổi món chứ ăn kho hay chiên hoài nó cũng chán quá. Rồi sau khi mình nướng sườn xong rồi đó thì mình cũng xới cơm ra dĩa, mình để thịt dưa để chia sẻ với các bạn xem cho vui ha. Mình cũng có kèm dưa cà, rồi có mỡ hành nè các bạn, rồi mình cũng có chiên thêm trứng ốp la đó. Rồi ở đây mình cũng có đồ chua nè các bạn, mình ăn kèm với nước tương các bạn ơi. Thì ăn nước mắm cũng được, nhưng mà nhà mình đa số ông xã mình cũng thích ăn nước tương và mớt vậy nè, thành ra mình không có làm nước mắm, ăn theo kiểu người Hoa, ăn cơm với nước tương. Rồi mình chia sẻ bữa hôm nay nhà mình ăn cơm sườn nướng đến các bạn xem cho vui đó. Rồi đến đây mình kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video sau.